Bình xịt tạo bọt anh em biết rồi đúng không? Bột rửa xe không chạm anh em cũng biết rồi đúng không? Sinh tố lúa mạch anh em cũng biết rồi đúng không? Chuyện gì xảy ra nếu tôi pha hai cái này với nhau và để rửa con Winner này? Đây là bột rửa xe không chạm siêu mạnh nhá, của DEI. Cái này bên Trung Quốc đâu đó tháng nó bán có mười mấy triệu gói rồi. Wow. Một cái này anh em sẽ dùng với khoảng 5 đến 10 lít nước. Nhưng mà hôm nay mình sẽ chơi 330ml thôi. Yo. Hả? Nhầm, thói quen. Ok, anh em vặn chặt lại. Bây giờ thì tích cực quay tay và vận may sẽ đến. Có cái bình xịt tạo bọt này ấy, anh em rửa xe máy ô tô tiện cực kỳ luôn. Rất nhiều bọt, đậm đặc hết ấy. Thử em mặc xem tí nữa. Ui, toàn mùi bia. Rồi, xong bây giờ để cho nó ngấm tí nhá. Sau khi mà nhậu nốt 23 lon còn lại thì bây giờ tôi sẽ phụt lại bằng nước sạch nhá. Rửa xe chưa bao giờ đơn giản thế. Cả ô tô xe máy cứ bình xịt tạo bọt vào, xịt xong ủ một lúc, xong xả lại với nước, thế là xong. Đấy, anh em nhìn này, đất cát nó trôi sạch. Đấy. Nhà ai mà có cả cái máy rửa áp lực cao thì không đi về bàn luôn. Anh em thấy không, nó hốc hoác các thứ sạch hết. Xong, quá đơn giản.